Em Thảo xin kính chào anh chị khách hàng cùng các bạn đang xem cái video ngày hôm nay. Hôm nay em Thảo xin giới thiệu mọi người một chiếc xe mà có thể mọi người đang rất nhìn thấy nhiều rồi, bởi vì là tuy mới vừa về thì thị trường Việt Nam thôi, nhưng mà doanh số bán ra của Toyota đang rất là tốt, thậm chí là bọn em cũng phải đặt hàng khá là xa với những cái màu đặc biệt. Ở đây là một chiếc xe mà chị thấy đây là một phiên bản của mẫu xe Cross, và chiếc Cross này thì đang nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan. Và chiếc Cross này thì như anh chị thấy ở đây là một chiếc màu đỏ. Em Thảo có giới thiệu có rất là nhiều màu sắc, anh Thảo đã chia sẻ rồi, ví dụ như là màu trắng, màu đen, màu xanh hoặc là màu xám. Thì hôm nay em Thảo xin giới thiệu với mọi người thêm một cái màu sắc nữa là chiếc màu đỏ. Và màu đỏ này thì phải nói là đẹp tuyệt vời ạ, cực kỳ là đẹp luôn. Và nếu như anh chị nào mà mệnh hỏa mà mua xe cho gia đình thì không thể bỏ qua chiếc xe Cross với cái màu đỏ này được. Ở đây là phiên bản máy xăng cao cấp, phiên bản có giá niêm yết là 820 triệu. Và phiên bản này thì sẽ được trang bị rất là nhiều công năng cũng như là nhiều hệ thống an toàn cao cấp. Ví dụ như là ngay phần đầu xe là anh chị có thể thấy rồi, đây là cam 360 độ đã được trang bị sẵn cho xe. Và logo thì trong đây là logo 3D, đây là bản cao cấp thì sẽ sử dụng logo 3D, thanh bạc chrome. Toàn bộ sử dụng là đèn full LED hết. Bên dưới là có đèn sương mù, ở đây sương mù cũng sử dụng là đèn LED hết. Và toàn bộ cái phần đầu xe này thì sẽ có các hệ thống an toàn safety sen của Toyota, ví dụ như là hệ thống đó là cảnh báo tiền va chạm, phanh khoảng cách đấy ạ, và có hệ thống giữ làn. Bởi vì ở trên này ấy, trên đây thì sẽ có thêm một cái mắt cam nữa. Cái mắt cam này để làm gì, để giúp cái xe này đó là nó giữ được trong cái làn đường của mình này, cảnh báo lệch làn đường này, và giúp cho mình là đi mà mình khi mà mình đi lệch làn ấy là nó sẽ có cảnh báo nó kêu trên cái hệ thống bảng đồng hồ tắp lô trong này cho anh chị khi anh chị lái xe. Ở lốp xe của chiếc xe bản Cross phiên bản xăng cao cấp này thì sẽ cho mình đó là ví dụ như anh chị có thể thấy là lốp sẽ to hơn 1 inch so với phiên bản tiêu chuẩn. Ở đây thì sẽ sử dụng là cho vành mâm xe là 18 inch, còn bản tiêu chuẩn thì mình sẽ sử dụng là 17 inch, và tất cả sử dụng là cái la răng mâm đúc hợp kim, la răng phay kết hợp 5 chấu kép ở đây. Phanh là phanh đĩa, và phanh đĩa này thì sẽ sử dụng cho cả 4 bánh, bánh trước bánh sau mình đều sử dụng phanh đĩa hết. Gương chiếu hậu bên ngoài sẽ sử dụng là gương tích hợp xi nhan chỉnh điện trên gương. Ngoài ra thì chiếc xe này sẽ sử dụng thêm hệ thống đó là gương gập tự động, tức là khi anh chị khóa xe thì chiếc gương này sẽ tự động cụp vào, và khi mở xe thì sẽ gương sẽ tự động xòe ra. Đây là hệ thống nguyên bản theo xe của mình. Tay nắm cửa thì được mạ cùng không được mạ nhưng mà sẽ sử dụng là cùng màu thân xe. Và cái tay nắm cửa này thì khi mà sử dụng ấy, vì là sử dụng chìa khóa thông minh, cho nên khi anh chị đến gần cửa xe, anh chị chỉ cần vuốt một cái là chiếc xe sẽ cửa mình sẽ mở ra, hoặc là khi mình ra mình vuốt thì cửa sẽ mình đi thì xe sẽ khóa lại. Ở phía đuôi xe thì em sẽ chia sẻ cho anh chị. Và ở phần cốp xe thì anh chị đuôi xe anh chị có thể thấy rằng là cái phần cụm đèn này được trang trí cũng rất là tinh tế, rất là đẹp ạ. Và cái ở dưới này vì là xe của mình sẽ sử dụng là máy động cơ 1.8, cho nên là cái phần đuôi xe sẽ có cái biểu tượng là 1.8V ở đây. Còn xe mà bản tiêu chuẩn ấy thì sẽ là 1.8G ở đây. Và khi mà mở xe á, ở dưới này thì sẽ có thêm đó là cam lùi thì sẽ được trang bị sẵn ở đây rồi ạ. Và cảm biến đằng sau sẽ là có 4 cảm biến, 2 lùi và 2 góc cho chiếc xe của mình. Mở cốp thì anh chị sẽ mở đây cho em Thảo. Và cốp này thì mở rất là nhẹ nhàng. Trong cái phần cốp này thì em Thảo muốn chia sẻ là nó khá là rộng rãi. Với những điều kiện mà anh chị để những cái sản phẩm, những cái đồ đạc ở trong xe của mình ấy, thì mình có thể là mình để cái khay hành lý lên đây cho em Thảo. Mình để cái khay chắn lên đây cho em Thảo. Khi mà khay chắn này thì mình đậy cốp xuống thì nó sẽ giúp là ngăn những cái phần đồ đạc mùi ở trong cái khoang đằng sau để lên được cái hàng, cái người hành khách ở bên trên. Còn nếu như mình sử dụng nhiều đồ thì mình bỏ lại cho em Thảo như này là vừa đẹp. Ngồi trên hàng ghế lái của chiếc xe Cross này, và một cái điều mà em Thảo thấy khẳng định khá là ok đó là cảm giác rất là rộng rãi, cực kỳ là thoải mái, và ngồi lên xe cảm thấy cũng rất là chanh xả. Bởi vì là so với cái phiên bản các cái xe khác của Toyota ấy thì thường là hay sử dụng là màn hình hay nằm cùng với cả bảng táp lô đây, tức là nằm xuống. Thế nhưng mà cái bản xe Cross này thì sẽ dựng lên nhìn trông trẻ trung hơn, và màn hình ở đây là đang sử dụng là màn hình 8 inch anh chị nhá. Sẽ sử dụng màn hình 8 inch và sẽ có các cái hệ thống kết nối ở đây đều có hết. Và điều hòa thì sẽ sử dụng là hai vùng điều hòa độc lập ở đây. Chiếc xe này sử dụng hai vùng điều hòa độc lập. Hộp số là hộp số tự động vô cấp cho 7 cấp số ảo.
Và cái điểm đáng chú ý ở đây ý, đó là cái phần ví dụ như là cái hệ thống mà Duy Em Thảo vừa chia sẻ là hệ thống an toàn Citizen ấy, thì nó có thêm một hệ thống, đó là hệ thống kiểm soát hành trình chủ động. Tức là trong cái quá trình mình di chuyển, chiếc xe này có một cái tính năng, đó là bám theo tốc độ của chiếc xe phía trước. Ví dụ như mình đi với tốc độ khoảng 50 cây và mình set cái chế độ mà bám theo tốc độ xe phía trước ấy, thì khi cái chiếc xe phía trước mà nó tăng ga thì là cái xe này của mình cũng sẽ tăng ga, mà sẽ khi mà chiếc xe phía trước giảm ga thì chiếc xe này của mình cũng sẽ giảm ga theo. Và cửa sổ bản này anh chị ạ đã có thêm, đó là hệ thống là cửa lock. Và hệ thống cửa lock này anh chị có thể thấy là nó rất nhiều tính năng sử dụng ở đây, mở cửa và đóng cửa đều được sử dụng ở đây hết. Đây là cửa lock cho chiếc xe này và khá là rộng rãi cho mình. Rồi thì em Thảo có giới thiệu qua cho anh chị các chi tiết về chiếc xe Cross này. Thì em muốn chia sẻ với mọi người rằng là vừa rồi thì em Thảo có chia sẻ cho anh chị những cái chi tiết về chiếc xe Cross này. Thì hiện nay cái bản Cross này đang bán với giá là 820 triệu cho bản xăng cao cấp như đứng bên cạnh em Thảo đây. Còn bên phía dưới bản xăng cao cấp này thì sẽ có một bản xăng tiêu chuẩn có giá lên miết là 720 triệu. Và trên bản xăng cao cấp này thì sẽ có một bản xăng hybrid là xăng lai điện với giá là 910 triệu. Để có những cái sản phẩm này sử dụng cho gia đình nhà mình thì anh chị hãy vui lòng liên hệ qua số điện thoại của em Thảo để em Thảo được tư vấn về những cái chi tiết ưu đãi cũng như là chương trình hỗ trợ cho anh chị đặt hàng sớm nhất để sở hữu một chiếc xe mà khá là nhiều tính gọi là khá là nhiều công năng và cũng như là tính năng an toàn như chiếc xe này ạ. Rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi những cái video của em Thảo trong thời gian vừa qua và hẹn gặp lại anh chị tại những cái video lần sau ạ.